Xin chào quý ông bà cô chú nha. Bây giờ là tượng sáp chuẩn bị là gỡ cô chú anh chị. Cận cảnh nha. Bây giờ là nhân viên của hoa viên là đang ở ngoài này. Lần cuối cùng cho cô chú bà con cô bác nào chưa chụp hình trước khi về nhà riêng cô chú anh chị. Rồi nhân viên của hoa viên rồi đang lúc dở luôn rồi cô chú anh chị ơi. Hồi ráp thì không được chứng kiến, bây giờ háo thì được chứng kiến, đau lòng thiệt. Có cho vô đâu, không thấy hả? Anh ráp xong rồi mới được vô đó. Cái đó là ekip á, người ta phụ, người ta cho vô, chứ YouTube cũng cho vô. Cô chú anh chị ơi, đau lòng quá. Nhiều sao là cũng được một lần ngắm cái tượng 3D này, tượng 3D của cậu đó, cũng hạnh phúc rồi cô chú anh chị ơi. Đó, cô chú anh chị bây giờ là đang hạ bức tượng xuống rồi. Xong là sẽ chia dời cái tượng này đi về nhà của cô Năm liền luôn nha. Mọi người là đang chụp những cái khoảnh khắc sau cùng cô chú anh chị. Nắng quá cô chú anh chị ơi, mọi người bây giờ là đang đổ về để chụp những hình ảnh sau cùng của chú anh chị. Lấy ba con ai còn gỡ xe ở dưới bãi xuống lấy xe. Được. Lấy xe cái bảo vệ không có quản nó. Cho chị hả chị? Có ai gỡ xe dưới bãi với ông xuống lấy xe. Dạ. 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 Bà xã chờ cho bà. Có còn của em. Rồi bà xã kịch minh cho bà xã nè. Đó cô chú anh chị. Bây giờ mình đi lại ngay chỗ anh Tháo và Ráp chú anh chị Ráp tượng. Phải ba anh mới có thể là tháo được nha. Ba anh làm con tét này cô chú anh chị. Tôi để mình lấy một cái rồi ha.
Anh có quay những khoảnh khắc sau cùng không? Đây 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 chị sắp cho. Đây gom bọc lại anh yêu. Anh yêu. Kệ đang háo kìa, anh có quay không? Hả? Ok lắc 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 quay. Ủa chị, cái mấy giờ trái cây này là của ai vô sao chị? Cô chú anh chị, anh chụp chưa? Chưa luôn, sáng giờ chụp đi, chụp đi, giờ lại chụp đi còn đó, chứ để chút là hết à, lại chụp đi anh. Bây giờ thì mấy anh đang cúng của chú anh chị, cúng cho ba chú Thanh Tú nè, rồi chú Hoàng Sa. Đó, cái những cái vỏ trái cây này là của chị Hồng Ngọc của chú anh chị. Rồi anh bắn tiếp rồi, tính đi quay mấy cái vỏ trái cây. Bây giờ đưa tụi xuống của chú anh chị ơi. Tới cái thời khắc này mấy anh sẽ tháo những cái con đinh nóc ở dưới cái bệ này nè, cái nhìn tháo tháo ra thì mới lấy cái tụi này xuống được. Cái giờ mà chưa chụp nữa. Dạy có chụp cưng, sắp tháo cưng rồi kìa. Tụi né qua ra chụp thôi. Đúng rồi đó. Cái mũi chụp chị. Ai chưa chụp thì chụp đi nha. Lỡ rồi bữa nay mình selfie. Rồi kinh luôn rồi cô chú anh chị ơi. Tạm biệt cậu nha cậu ơi. Tèn 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 tèn. Tên. Ơi cái này ai chụp mới gần nè. Ai chụp không? Cái lúc này gần không hả? Đó chụp đi. Ơi, mọi người ơi, ra cho em chụp tấm nha. Chụp đi. Giờ là cậu gần luôn rồi đó. Chỗ anh cầm chụp cho em tấm anh không rõ. Tao có tay chụp anh em ơi, chụp hình để em lại. Em có ý kiến vậy nè. Tim máu tím vô hay hàng chụp với cậu luôn đi. Bây giờ là tím. Đem cái này đi luôn cô chú anh chị ơi. Đó, mang đi luôn rồi. Bây giờ tí máu tím rồi dập đi. Cái bức tượng sáp của Đức Phụ Linh ha. Bức tượng sáp cô chú anh chị ơi. Đang chụp hình chung với